Xin chào các em học sinh thân mến, cô Hiền và cô. My name is Becky. Cô Becky đến từ Vương quốc Anh. Các cô đến từ trung tâm ngoại ngữ Seoul English. Hôm nay các cô sẽ giúp các em giải đáp kiến thức trong bài Unit 15, chủ đề Letter O trong tài liệu về làm quen với tiếng Anh, lớp 1, tập 2. Đầu tiên, cô Hiền sẽ giúp các em giới thiệu về cấu trúc của bài học ngày hôm nay. Đầu tiên đó là các bạn sẽ phải làm gì ạ? Đó là học phần phát âm của letter O sao cho chính xác với cô Becky. Tiếp theo đó là chúng mình sẽ học một số từ vựng liên quan đến gì ạ? Letter O và một số cấu trúc mà trong bài tập cô Becky sẽ giới thiệu bây giờ. Các bạn bây giờ hãy cùng vào bài học với cô Becky nhé. Teacher Becky. Hello, my name is Becky and I'm a teacher at Seoul English Center. Today's lesson is Grade 1, Unit 15, Letter O. Okay, so today we're going to learn about the pronunciation of the letter O, words containing the letter O, and sentence patterns. This is the letter O. We pronounce O, O. Can you say O? O. Yes, good job. Now let's look at some words containing the letter O. This is the first word. Orange. O, O, orange. Can you say orange? Yes, good job. Orange is a fruit. Now let's look at the next word. This word is ostrich. O, O, ostrich. Can you say ostrich? Yes, good job. An ostrich is a big bird. Right, now let's practice with an exercise. I want you to circle the word that contains the letter O. So, this is the first word, orange. Orange. And this is the second word. Apple, apple. Can you tell me which one contains the letter O? Yes, you're right, well done. It's orange. Okay, let's look at one more question. Can you tell me which word contains the letter O? First we have sheep, sheep. And here we have ostrich, ostrich. Which word contains the letter O? Can you tell me? Yes, you're right. It's ostrich. Good job. Okay, so now let's practice a conversation. So imagine you're at the market and a market seller says to you, what do you want? Can you say, what do you want? Yes, good job. And now, can you fill in the missing word for the answer? What does she want? Look at the picture. What does she want? I'd like an. Can you guess the missing word? Yes, you're right. It's orange. I'd like an orange, please. Can you say after me? I'd like an orange, please. Yes, good job. And now, the response from the market seller. She says, here you are. Can you say, here you are? Yes, good job, that's perfect. Okay, so that's the end of today's lesson. Now let's go over a summary. So today we learned the pronunciation of the letter O. We also learned words containing the letter O and sentence patterns. Good job! And next lesson, we will look at the letter B.
letter B. Well, thank you so much for listening, everyone. I'll see you again. Bye-bye. Cô Hiền rất vui được gặp lại các em. Bây giờ, cô Hiền sẽ giúp cô Becky ôn tập lại bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, đó là gì ạ? Phần phát âm của gì ạ? Letter O. Các bạn đã phát âm là đúng chưa ạ? Chúng mình cùng về nhà luyện tập lại. Và tiếp tục, đó là gì ạ? Cùng ghi nhớ những từ vựng có chứa letter O. Và cuối cùng là gì ạ? Các câu bằng tiếng Anh rất là dài mà cô Becky đã gì ạ? Giúp chúng mình học trong bài tập rồi. Thì về nhà chúng mình làm sao? Đọc lại giúp cô một lần nữa nha. Phần tiếp theo, bây giờ cô Hiền sẽ giới thiệu với các em, đó là bài học tiếp theo, đó là gì ạ? Về chủ đề letter P, đúng không ạ? Chúng mình sẽ gặp ở video tiếp theo. Còn bây giờ, cô Hiền và Becky sẽ làm sao? Tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.